Thì cái video ngày hôm nay này em muốn gửi lời xin lỗi của em đến tất cả những anh thợ trên TikTok. Nói thật đấy là em thì mới làm điện thoại, tay nghề thì hát còn yếu kém lắm. Mở con điện thoại nó còn chết màn hình này. Đây, hôm trước nó bị chết đen một góc, mang ra làm hotline hôm nay thì nó chết hẳn, nó xanh lè này. Một ngày làm có vài con máy, tai nạn xảy ra đấy là ngoài mong muốn. Các anh cứ bảo đấy là em ngu, mở con điện thoại còn chết. Thì em nói thật đấy, ngày trước có ai dạy em làm điện thoại đâu, em không có thầy dạy, em cũng chẳng được ai dạy bài bản như các anh cả. Em chỉ có lên mạng em xem, em tìm hiểu và em tự tìm cách em học hỏi. Thì đây, ví dụ như đây là một con iPhone 11 Pro Max nhá. Em test app cho mọi người xem nhá. Test app thì em hay mút vào phần cây sim như thế này này. Đó, cứ mút mồm vào đây, không khí nó không vào thì hiển nhiên nó sinh ra áp suất. Áp suất thì nó kéo môi lại thì nó gọi là dính môi. Đó, ốc nhìn rất là nét, chưa hề có hiện tượng bị cạy mở. Thì bây giờ vặn nó ra, đầu tiên là phải vặn ốc. Thì đây em làm y chang như trên mạng. Em nói luôn đấy nè, em ngày trước như một người dùng bình thường không hề biết gì cả. Và tất cả những cái này là em tự tìm hiểu, tự mày mò. Mà em nói thật đấy là tay nghề của em nó yếu. Thế nên là đơn giản nhất đấy là mở có vài cây máy mà lại còn làm chết màn hình. Chứ các anh mở vài trăm cây máy có chết đâu. Nhưng mà thôi các anh bỏ qua cho, tại vì nhiều khi em làm một mình, làm đêm làm hôm cho nên nó mệt, nên nó không tránh khỏi những sai sót. Các anh bỏ qua cho em. Chứ em mà được dạy bài bản như các anh thì có khi bây giờ em cũng thành đấy là idol mới thợ TikTok rồi đấy. Nếu cái đoạn này nó còn lâu quá thì em tua cho nó nhanh đi nha. Đó, tại vì để quay trước camera đấy, nó va vào cái camera này, nó sắp rơi ra mất rồi này. Đó, để trước camera mở nó hơi khó. Đây, em sẽ tua đoạn này đi cho nhanh nhá. Đây, sau khi mở ra nó như thế này. Và em cũng tìm hiểu trên mạng. Một phần là trên mạng, một phần nữa đấy là em phải bỏ tiền ra mua những con máy mới để em mở ra, em nhìn và em so sánh. Thì em sẽ biết như thế nào là một con máy zin. Đấy là theo kinh nghiệm bản thân em nhá. Sau xuôi thì em lại đóng nó lại. Trước khi đóng là dán cái tem. Nếu cây máy đấy nó còn nguyên cái gioăng áp suất ấy thì cứ đóng vào thôi, đóng vào test lại nó có áp là được. Đó. Còn nếu cái gioăng áp suất nó bị rách ấy thì em cũng lại lên trên mạng, em tìm hiểu cái cách dán lại gioăng áp suất. Gioăng áp suất bây giờ đấy là em cứ mua từng bịch một. Đó, ví dụ như này này, em cứ mua một bịch dùng dần. Đó. Cứ mua một bịch để dùng dần nhá. Đó, dán gioăng áp suất xong thì test lại áp thì quên mất, thường là em mút vào cái phần ốc này. Đó, ví dụ như này là áp rất là căng nhá, thì tí nữa đóng hai con ốc này lại thì mút cái phần khay sim nó lại dính môi, nó lại kéo dài môi của các anh ra. Đó, thì đây em nói luôn đấy là đây là cái kinh nghiệm của bản thân em. Em ngày xưa đấy là em cũng như người tiêu dùng thôi, em có biết gì đâu. Những cái này là em tự tích lũy, em tự góp lại nó thành cái kinh nghiệm của bản thân. Đấy, các anh nhìn thấy chưa? Môi em nó lại dài ra như cá chê. Thế em nói rồi đấy là em từ một người không biết gì, không có ai dạy bảo, đi lên và em tự tích lũy kinh nghiệm. Thế nên là các anh thông cảm. Đây, còn một đống máy em còn phải làm đây này. Chứ bây giờ đã được ngủ đâu. Đấy, đống máy này còn phải làm. Cả đống đằng sau này nữa này. Nói đùa, cái đống đằng sau này là em test xong hết rồi. Còn mỗi cái đống dưới chân em này là chưa làm thôi. Em nói luôn đấy là em làm thì cũng xoàng xoàng ngày cũng vài cây. Nên là thôi, có gì đấy là các anh thông cảm cho em. Đấy là em không làm nhiều được như các anh. Không làm nhiều như các anh. Em làm sao làm được nhiều như các anh. Em làm ngày có vài cây thôi. Thế nên là có gì đấy, các anh cứ chỉ bảo em, chứ đừng có mắng. Em nói thật đấy, mở ra nó bị chết như này em cũng xót lắm. Nhưng mà em phải tự kiểm điểm. Mở có vài cây máy mà chết như này là hơi kém, hơi non. Chứ còn làm sao được như các anh ngày mở vài trăm cây máy. Thế nhá.